Hello anh em, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em hai cái tiện ích để trong cái việc mà bán hàng với lại mua hàng trên Shopee thì nó dễ dàng hơn. Cái đầu tiên đó là cái đây là cái Shopee Tool, thì cái này chức năng của nó đây. Đây, Shopee Tool này chức năng sao chép sản phẩm này, tải lên từ URL, nhận biết các từ bị cấm này, hiển thị số mua bán này. Đây chẳng hạn này nhá, chẳng hạn như là mình có một cái mình sẽ copy cái sản phẩm tai nghe này chẳng hạn, thì nó sẽ hiển thị. Thì thôi mình sẽ search đi, search là tai nghe đấy, nó sẽ hiển thị này. Mọi người thấy cái ô đó nó sẽ ghi là bán 43, bán 5, bán 7, bán 57, nó sẽ hiển thị cái số lượng mà cái sản phẩm này bán được. Thì chẳng hạn mình sẽ copy một cái sản phẩm là tai nghe nào đấy đi. À, cái tai nghe này đi. Đây nhá. Thì khi các bạn bấm vào trong nó sẽ hiện chữ là sao chép. Bạn bấm vào sao chép. À, thì nó sẽ sao chép ngay lập tức cái sản phẩm của mình luôn. Sao chép cái này vào trong này, sao chép thành công này. Mình sẽ vào xem. Đấy, nó sẽ sao chép ra đây. Thấy chưa? Rất là dễ làm luôn. Bấm sao chép cái xong, nên mình không bán nên mình sẽ xóa đi. Đấy, đây là cách mà sao chép nhanh một sản phẩm á. Thì mọi người có thể dùng cái tool này. Đây là cái đường link mọi người lên, mọi người search tìm cái từ này là xong này. Thì cái từ này lát nữa mình sẽ bỏ, mọi người có thể tìm là cửa hàng trôm này, mọi người sẽ vào đây. Đấy, xong mọi người sẽ search. Đây, nó sẽ ra đây. Mình sẽ dán cái link này xuống phần mô tả nhé, cho bạn nào thích cài thì cài, cần thì dùng. Cái add-on thứ hai, cái thứ hai đó là cái này. Thì cái add-on này ấy, thì là một cái add-on, nó sẽ hiển thị cái lịch sử giá này, biến động giá này, để mình biết là thằng này thực ra giá của nó là bao nhiêu và nó đang tăng đang giảm, mà cái chiến thuật của nó như nào. Đấy, cái ô này là có thể xem được một số các thông số khác như là xếp hạng của shop này, đánh giá rồi thời gian chuẩn bị hàng này, tốc độ phản hồi này, tỷ lệ phản hồi này, tỷ lệ hủy đơn này. Các bạn có thể nhờ cái tool này mà xem là cái shop của mình làm ra nó như nào. Thì mình sẽ tìm cái shop cũ của mình ngày xưa đó là shop cũ mình đang nghỉ bán rất là lâu rồi. Mình sẽ vào một cái sản phẩm. Đấy, ví dụ như này là giá không đổi này. Đây là hủy đơn rất là nhiều này, tại vì cái số này giờ mình không bán nữa nên tỷ lệ hủy đơn rất là cao. Tỷ lệ phản hồi, đánh giá. Đấy, thì các bạn có thể vào trong số gọi của cái xem là tỷ lệ nào mình chưa tốt thì mình có thể tối ưu lại. Cái thứ hai là cái này, nếu các bạn muốn mua một cái món hàng gì đấy thì các bạn xem là chẳng hạn những cái món mà bọn nó đao giá mạnh nhiều nhá. Mình sẽ xem một cái sản phẩm rất là đao giá mạnh, đao với 40% này, để xem là thằng này nó đao ngay từ đầu hay là giá cả nó như nào. Thằng này đao ngay từ đầu rồi, mình sẽ vào một cái sản phẩm Flash Sale. Đấy, đây là Flash Sale này. Thời giá là 445 này, có những thời điểm nó giảm xuống giá là 311 này. Hiện tại thì đang là 289. Thì cái giá này là cái giá gần như là thấp nhất của cái sản phẩm này rồi. Nếu mà có muốn mua thì có thể mua được đấy. Đấy là cách mà mình có thể xem được. Thì hôm nay mình giới thiệu mọi người hai cái đấy. Nếu mà bán hàng thì dùng cái add-on này, cái Shopee Tool này để copy, còn mua hàng thì có thể dùng cái này để mua. Cái này mọi người hãy nó trang chủ đây. Khi mà mua thì trang chủ ở đây đó, rồi search sẽ ra. Thì lát nữa mình sẽ vứt cái này xuống dưới phần mô tả nhé, thì bạn nào cần thì mang về sử dụng thì khá là hay. Ok, bye bye anh em. Thì anh em mà thấy hay thì bấm like, chia sẻ và cho mình một sub nhé, để mình xem được những cái video mới nhất của bên mình. Nhớ bấm vào cả cái nút chuông con ở trên bên trên này này. Ok, bye bye tất cả mọi người.